Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ, tại chùa Hưng Pháp tổ chức tu niệm Phật một ngày nhân dịp đầu năm mới xuân Quý Tỵ. Xin thành tâm kính chúc thầy trụ trì, chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, và cũng kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc, các tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Sau đông rồi lại tiếp tục mùa xuân, và cứ thế bốn mùa trôi qua là một năm, và chúng ta thêm một tuổi. Con người của chúng ta có sinh, già, bệnh, chết, lại sinh. Và cái vòng đó nó không như cái vòng của thời tiết. Thời tiết xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Còn chúng ta sinh, già, bệnh, chết, rồi lại sinh. Nhưng cái sinh của chúng ta có khác, không có giống cái sinh trước. Sinh ra kiếp người, nhưng cái sinh sau thì chưa chắc là kiếp người. Có thể địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà Đức Phật dạy chúng ta xoay vần trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo. Tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, rồi chúng ta cũng theo định luật vô thường, già, bệnh và chết. Thế nhưng sau cái chết đó chúng ta lại sinh, chứ không phải chết là hết. Cũng như bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, hết đông lại xuân. Chúng ta cũng vậy, sinh, già, bệnh, chết, hết chết rồi lại sinh tiếp. Và sinh tiếp này tùy thuộc theo nghiệp của mỗi người mà tái sinh, làm người hay làm thú, địa ngục hay ngạ quỷ, lên cõi trời hay là cõi Phật, tùy theo nhân quả nghiệp báo của mỗi người. Vòng luân hồi của chúng ta từ vô thủy đến nay là vô tận, không thể tính đếm được. Có một lần một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật: những kiếp đã đi qua là bao nhiêu? Đức Phật trả lời: không thể tính đếm được. Một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp. Vị Bà La Môn bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn cho chúng con một ví dụ. Đức Phật lấy một ví dụ như sông Hằng. Từ đầu nguồn sông Hằng, nước chảy đến cuối nguồn sông Hằng giáp tới biển, khoảng đó bao nhiêu cát là bao nhiêu kiếp của chúng sinh. Nghe tới đây chúng ta thấy phải nói rằng vòng luân hồi sinh tử của chúng ta quá nhiều, sống chết biết bao nhiêu đời,
Nếu chúng ta tính số cát trong sông Hằng, bây giờ mình thử đổ một xe cát ở đây thôi, quý vị có đếm nổi không? Cũng đã là khó. Mà Đức Phật nói chúng ta trải qua vô thủy kiếp sống chết như nước ở đầu nguồn sông Hằng tới cuối nguồn sông Hằng, mà từ cái khoảng đó cát ở sông Hằng bao nhiêu là kiếp của chúng ta bấy nhiêu, quá khiếp. Rồi cũng có một đoạn có vị mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ một kiếp là bao nhiêu? Đức Phật mới lấy một cái thí dụ. Khi đọc tới cái thí dụ này chúng ta cũng sửng sốt. Đức Phật nói ví như một cái ngọn núi, bề cao một do tuần, bề ngang một do tuần, bề dọc một do tuần. Mà quý vị biết một do tuần là bao nhiêu không? Chúng tôi tra từ điển có nơi nói rằng là 6 km, có nơi nói rằng 20 km. Bây giờ thôi chúng ta lấy cái số là nhỏ nhất 6 km, một bề 6 km, bề này 6 km, bề cao 6 km. 100 năm chúng ta lấy một cái dẻ chùi nó một lần, cứ 100 năm chúng ta chùi một lần, mà chùi cho đến khi nào mà cái núi đó nó mòn hết không còn, thì quý vị tính bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó mới hết cái núi. Một ngày mình cứ lấy cái dẻ mình chùi không, mình cũng biết là hằng bao nhiêu trăm năm ngàn năm mà nó mòn hết cái núi. Mà bây giờ Đức Phật lại nói là 100 năm chúng ta mới chùi một lần, mà chùi cho đến khi nào mà cái núi đó mòn hết không còn nữa đó. Đức Phật nói một kiếp còn lâu hơn như thế. Chúng ta đã trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi này hàng trăm nghìn kiếp chứ không phải là một kiếp. Nếu chúng ta nghe được lời này thì thấy rằng từ vô thủy đến giờ chúng ta sống chết biết bao nhiêu. Đức Phật còn dùng một cái hình ảnh này nữa. Phật hỏi vị Bà La Môn, nước ở trong biển và sữa mà mình bú của mẹ trong vòng luân hồi sinh tử thì cái nào là nhiều? Vị Bà La Môn nói theo con có lẽ sữa nhiều hơn nước biển. Đức Phật nói đúng rồi. Quý vị thử tưởng tượng nước biển mênh mông như thế mà Đức Phật còn nói trong vòng luân hồi sinh tử này chúng ta bú sữa mẹ còn nhiều hơn là nước biển. Nghe như vậy chúng ta lại kinh hồn nữa rồi. Có nghĩa là chúng ta đã trải qua quá nhiều đời nhiều kiếp. Một lần Đức Phật lại hỏi vị Bà La Môn, nước mắt của chúng sinh chảy ra vì những nỗi khổ hội ngộ với người mình oán ghét, ly biệt với người mình thương nhiều hơn hay là nước biển nhiều hơn? Cuối cùng Đức Phật cũng khẳng định nước mắt của chúng ta chảy ra nhiều hơn cả nước biển trong vòng luân hồi sinh tử. Nghe như vậy chúng ta mới thấy sợ. Sợ điều gì? Sợ chúng ta đã trôi lăn trong vòng sinh tử bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, đến nỗi sữa mẹ mà mình bú nhiều hơn cả nước biển. Nước mắt của chúng ta đã chảy ra cũng nhiều hơn cả nước biển. Qua đó để chúng ta thấy vòng luân hồi sinh tử đối với tất cả chúng ta từ vô thủy đến nay rất dài, không thể tính đếm được. Ngày hôm nay chúng ta
được nhân duyên, hiểu Phật Pháp, được thực hành lời Phật dạy, nhất là biết được vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo từ vô thủy đến nay chúng ta đã trải qua. Mình phải lấy đó làm sợ để cố gắng nỗ lực vượt qua khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Còn không, chúng ta vẫn tiếp diễn. Mỗi một lần sinh, mỗi một lần tử là chúng ta chịu biết bao nhiêu những nỗi khổ. Nỗi khổ đầu tiên là gì? Là sinh. Người sinh cũng khổ, người bị sinh cũng khổ. Ở đây đa phần là những người làm mẹ đã trải qua những thời kỳ sinh con. Có lẽ quý vị cảm nhận rất sâu sắc khi sinh ra một đứa con đau đớn như thế nào, khổ sở như thế nào. Và một người con nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày ở trong một cái chỗ dơ bẩn tăm tối giống như là ngục tù, phải chịu 9 tháng 10 ngày như vậy đâu có sướng gì. Rồi khi ra đời cũng rất là đau khổ. Cho nên bất cứ một đứa trẻ nào khi ra khỏi lòng mẹ đều khóc, chẳng có đứa nào cười cả. Bước đầu đã thấy có những thứ đau khổ phải bị sinh ra nơi dơ bẩn chật hẹp như thế. Và Đức Phật đã dạy chúng ta, chúng sinh có bốn thứ sinh. Thứ nhất là thai sinh, thứ hai là noãn sinh, thứ ba là thấp sinh, thứ tư là hóa sinh. Thai sinh là con người chúng ta, hoặc như con heo, con mèo, con chó, con bò, đó gọi là thai sinh. Nghĩa là những chúng sinh ở trong bụng mẹ đã thành hình rồi sinh ra, đó gọi là thai sinh. Thứ hai là noãn sinh. Noãn có nghĩa là trứng. Chẳng hạn như con chim, con gà, con vịt thuộc về noãn sinh. Khi sinh ra nó phải ấp một thời gian, trứng mới nở thành con. Con vật đó nằm trong cái trứng, quý vị cứ thử tưởng tượng thôi, có khổ không? Cũng khổ chứ phải không ạ? Nó cũng giống như mình nằm trong bụng mẹ vậy thôi, cũng bị tù túng trong một thời gian như thế mới thành được. Thứ ba là thấp sinh. Thấp sinh là sinh ở nơi ẩm thấp. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy một cái đống phân bò, tự nhiên lâu ngày cái đống phân bò sinh ra con gì? Con dòi. Con dòi đó ở đâu sinh ra? Nó nơi ẩm thấp nó sinh ra. Hoặc là những con trùng, những con bọ, nó cũng từ nơi ẩm thấp mà nó sinh ra, gọi là thấp sinh. Thứ tư là hóa sinh. Hóa sinh có nghĩa là biến hóa. Chỉ có
chư thiên hoặc là ngạ quỷ hoặc là địa ngục. Những loài này thì không ai sinh, tự sinh tùy theo cái nghiệp mà họ sinh ra. Vậy thì tất cả chúng sinh trong thế gian này hoặc thế giới khác, Đức Phật dạy có bốn cái cách sinh như vậy. Chúng ta là người sinh ra từ bụng mẹ. Khi sinh ra, chúng ta có những cái khổ, khổ bệnh, rồi khổ già, rồi khổ chết, khổ cầu không được, khổ thương yêu mà phải xa lìa, khổ vì không ưa nhau mà phải sống với nhau. Đức Phật dạy nước mắt của chúng ta đã chảy ra nhiều hơn là nước biển. Trong một đời này chúng ta may mắn được làm người, cũng có những nỗi khổ của con người. Con thú có nỗi khổ của con thú, địa ngục có nỗi khổ của địa ngục, ngạ quỷ có nỗi khổ của ngạ quỷ. Tất cả chúng sinh đều có những nỗi khổ, không ai không có khổ. Có những thứ chúng ta mong muốn mà lại không được, có những thứ chúng ta không cầu mà nó cứ đến. Ai cũng mong muốn mình có hạnh phúc, được giàu có, được gặp ông chồng tốt, được gặp bà vợ chung thủy, mong muốn có đứa con hiếu thảo, mong muốn tiền được vô như nước, mong muốn mọi thứ tốt đẹp. Thế nhưng cái mong muốn đó nó lại không đến. Còn những thứ mình không mong muốn thì nó lại đến. Có ai mong muốn rằng chồng mình hư không, nhưng mà rồi lại gặp ông chồng ăn nhậu cờ bạc. Có ai muốn đứa con mình nó bất hiếu không, nó xì ke ma túy, nó phá làng phá xóm không? Không muốn nhưng mà rồi cũng gặp. Chúng ta đâu có muốn mình đau ốm, đâu có muốn mình tai nạn, đâu có muốn cảnh chia lìa giữa chồng, vợ, cha, con. Thế nhưng chúng ta cứ phải gặp. Và nước mắt của chúng ta rơi. Đức Phật dạy đôi lúc có những thứ mình muốn mà không được, những thứ mình không muốn mà nó cứ đến. Đó là những cái khổ mà chúng ta phải chịu. Chưa kể chúng ta sống với nhau, không hợp với nhau, bất hòa, bất đồng ý kiến mà phải sống chung với nhau, ra gặp mặt, vào gặp mặt, đây cũng là một cái khổ lớn. Thương không được gần nhau cũng khổ, ghét mà phải gần nhau lại càng khổ nữa. Cái này mới khổ nhiều à. Hai vợ chồng mà sống với nhau mà không hòa thuận rồi, cả ngày gặp mặt nhau thì đúng là chúng ta sống ở trong địa ngục. Còn khổ hơn là thương mà phải xa lìa. Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng phải chấp nhận những nỗi khổ đó. Chúng ta ví mình như chiếc thuyền ở trên biển. Đã là chiếc thuyền ở trên biển, có khi gió yên sóng lặng, nhưng cũng có lúc
gió to sóng lớn. Chúng ta phải chấp nhận, không thể chỉ mong muốn gió yên sóng lặng. Mong muốn gió yên sóng lặng đó là một tâm lý, đó là một mong cầu của cuộc sống, ai cũng mong muốn như thế. Nhưng chúng ta cũng phải biết chấp nhận gió to sóng lớn, bởi vì mình ở giữa biển không thể tránh được gió to sóng lớn. Điều mà một người tài giỏi là người phải chống chèo để vượt qua cái cơn biển động đó, để tới bờ bến an vui. Thường thì chúng ta đi chùa, nhất là đầu năm, quý vị cầu gì? Chúng ta cũng cầu cho thân thể mình được khỏe mạnh, gia đình mình được hạnh phúc, cuộc sống ấm no, giàu có, đầy đủ. Đây là mong ước chính đáng. Không có cái gì gọi là mê tín dị đoan. Thế nhưng chúng ta phải hiểu một điều nữa, muốn có quả phải gieo nhân, chứ không thể chúng ta muốn mà được. Một em học sinh muốn làm bác sĩ, đây là ước muốn chính đáng. Nhưng để thành bác sĩ em phải gì? Phải học, đúng không? Chứ không thể nói rằng em chỉ muốn làm bác sĩ mà thành bác sĩ. Cũng thế, quý vị muốn mình được bình an, muốn gia đình mình hạnh phúc, cuộc sống ấm no, sung sướng, đó là ước muốn chính đáng. Nhưng để có được những điều tốt đẹp đó, chúng ta phải tạo cái nhân gì để được quả tốt đẹp đó, chứ không phải muốn mà được. Nếu muốn mà được thì ai cũng muốn hết. Em học sinh nào cũng muốn mình thi đậu, muốn mình làm bác sĩ, kỹ sư, nhưng đâu phải em nào cũng thành tựu. Đòi hỏi em phải nỗ lực học, phải chịu khó học, phải đầu tư, phải tốn công, tốn sức, tốn của mới thành. Bây giờ chúng ta cũng thế, mình muốn được những điều tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, chúng ta phải biết tạo một cái nhân. Đức Phật nói muốn có quả thì phải gieo nhân, chứ không thể nào chúng ta ngồi đó mà mong ước những điều tốt đẹp, những quả tốt đẹp đến với bản thân, gia đình mình được. Quý vị muốn an thì mình phải giữ cái tâm mình cho bình tĩnh. Quý vị muốn gia đình mình hạnh phúc thì phải sống biết lắng nghe, biết thông cảm, biết thương yêu, biết tha thứ. Còn chồng nói một câu, vợ cãi, vợ nói một câu, chồng cãi, bây giờ mình đi chùa cầu cho gia đình mình hạnh phúc thì chắc cũng chẳng hạnh phúc nổi. Mà chúng ta cần phải biết lắng nghe, biết thông cảm, biết tha thứ, thương yêu, gia đình mình có hạnh phúc. Bây giờ chúng ta muốn gia đình được sung túc, được giàu có, mà mình làm biết, làm không làm, ngồi đó chờ sung rụng thì làm sao có. Chúng ta phải làm thì mới có. Còn có những người, người ta ngồi chờ sung rụng cũng có, không phải tự nhiên đâu quý vị. Mà đó là gì? Phước đời trước của người ta. Người ta có trồng, bây giờ người ta hưởng. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ chẳng làm gì hết, họ ăn chơi cả ngày mà họ vẫn giàu. Còn mình đôi khi làm quần quật mà vẫn nghèo. Rồi mình nói ủa sao kỳ vậy ha,
Nhưng mà thật sự đó là cái phước của người ta đã trồng rồi. Người ta gieo nhân đời trước, bây giờ hưởng quả. Quý vị thấy, bây giờ chúng ta nói con của những ông vua sướng không? Quá sướng phải không ạ? Sinh ra từ nhỏ đến lớn nó có làm gì đâu, không cần làm mà ăn cũng đâu có hết. Con ông vua thì ăn gì hết, cả đời sung sướng. Vậy đó là gì? Đó là nhân quả của họ. Như vừa nãy chúng ta đã được nghe lời Phật dạy về vấn đề luân hồi. Có phải chúng ta sinh ra đời này là lần đầu tiên hay không? Không phải, mà đã vô thủy kiếp. Đến nỗi Đức Phật đã nói chúng ta một câu là sữa mẹ chúng ta bú trong vòng luân hồi còn nhiều hơn nước biển. Nước mắt chúng ta đã chảy ra nhiều hơn cả nước biển. Như vậy chúng ta mới thấy được cái vòng luân hồi vô tận. Và mỗi một đời chúng ta sinh ra như thế này tạo bao nhiêu là nghiệp. Ngoài những cái đau khổ của bản thân, của gia đình tạo ra cho mình, chúng ta còn tạo ra biết bao nhiêu những nghiệp. Mà khi chúng ta đã tạo nghiệp rồi thì phải theo nghiệp mà đi. Hay nói cách khác, khi chúng ta đã gieo nhân, một ngày nào đó đủ duyên sẽ ra hoa và kết quả. Trong kiếp này làm người, chúng ta có bao nhiêu cái khổ? Vô lượng khổ. Đói khổ không? Cũng khổ. No quá khổ không? Cũng khổ. Lạnh quá khổ không? Cũng khổ. Bây giờ mà lạnh quá quý vị không có áo lạnh cũng đâu có ngủ nổi, cũng chịu không nổi. Mà nóng quá có khổ không? Cũng khổ. Nghèo quá cũng khổ. Giàu quá khổ không? Cũng khổ. Chứ đừng nói mà giàu mà không khổ đâu. Cái nghèo nó có cái khổ của nghèo, mà cái giàu nó lại có cái khổ của giàu. Giàu khổ cái gì? Khổ vì đếm tiền, cả ngày phải đếm tiền, rồi khổ gì nữa? Khổ sợ người ta lấy, rồi khổ gì nữa? Khổ sợ nó giết mình, nó cướp của, rồi khổ gì nữa? Giàu quá bắt đầu ông chồng ông lại đi kiếm vợ bé nó khổ rồi. Rồi mấy đứa con của mình nó thấy cha mẹ giàu quá nó lại xì ke ma túy cũng khổ. Cho nên đã là kiếp người có rất nhiều thứ khổ quý vị. Đó là chúng ta may mắn được làm người. Nếu chúng ta làm con chó, con gà, con vịt, con heo thì nó lại có cái khổ của súc vật. Khổ gì? Khổ bị người ta giết, thập huyết, đập đầu, mổ bụng, cạo lông, bầm chặt. Và mỗi một đời như thế, chúng ta có biết bao nhiêu những người thân của mình. Trước nhất là ai? Là cha, là mẹ, rồi anh em, chồng vợ, rồi bà con. Bao nhiêu là người thân như thế. Mỗi một kiếp sinh ra chúng ta đều có cha mẹ, có người thân. Kiếp này mình có cha mẹ người thân, kiếp trước mình có cha mẹ người thân, và kiếp sau mình có cha mẹ người thân. Như vậy lòng vòng thì chúng ta không chừng cũng cứ là chồng là vợ của nhau. Kiếp này là bố,
kiếp sau thì lại là chồng, kiếp này là vợ, nhưng mà kiếp sau biết đâu là mẹ, kiếp này là con rồi kiếp sau lại làm cha, kiếp này là anh em nhưng kiếp sau lại ăn thịt nhau. Trong vòng luân hồi này chúng ta không thể biết được. Đời nay chúng ta làm người không biết tu lại làm điều ác, đời sau sinh ra làm con gà hay là con heo, lại gặp người thân của mình, người thân của mình lại mua ông mình, mua bà mình hay mua cha mua mẹ về sơi, mà mình đâu biết đâu. Thí dụ như bây giờ ông nội hay bố mình chết bị đọa làm con gà, tới ngày giỗ bố của mình mua ngay con gà của bố mình đầu thai về giết ra cúng bố mình, rồi lát nó xong rồi mình ăn thịt. Như vậy nè, mình á mua bố mình về giết để cúng bố mình, rồi lát nữa là con lại xơi bố luôn. Chúng ta không biết được. Mà Đức Phật nói điều này là có. Mà vì trong vòng luân hồi chúng ta đâu biết được ông mình, bà mình, cha mình, mẹ, con cháu tái sanh vào cảnh nào, đọa làm con gì, chúng ta không thể biết được. Và cứ như thế, trong vòng luân hồi sinh tử này, chúng ta đã tạo biết bao nhiêu những cái nghiệp. Mỗi kiếp là chúng ta đều tạo nghiệp. Quý vị cứ suy xét lại, từ nhỏ cho đến bây giờ, người thì đã 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, trải qua một thời gian dài như vậy, chúng ta đã làm những gì, chúng ta đã tạo những gì. Có nhiều người nói tôi từ nhỏ lớn gì đâu có cướp của giết người, đâu có làm gì tội. Chúng ta làm tội mà mình không biết đâu. Không phải cướp của giết người mới là tội, mà khi chúng ta có một cái suy nghĩ không tốt, có một lời nói không tốt, có một hành động không tốt, đó là chúng ta đã gây tạo nghiệp ác rồi. Chứ không phải cướp của giết người mới là tội. Quý vị chỉ nghĩ một điều xấu cho người nào đó là chúng ta đã gây một cái tội rồi. Trong kinh quý vị thường nghe, nhất là những buổi sám hối, có một đoạn quý vị nên lưu ý: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo. Nghĩa là không phải tự tay chúng ta giết mới là tội, thấy người giết mình vui cũng là tội, hoặc xúi người giết cũng là tội. Nếu quý vị có thời gian, có điều kiện, nên một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc Thủy Sám một lần. Khi tụng vào những bộ kinh này, quý vị sẽ thấy được mỗi ngày chúng ta tạo ra bao nhiêu tội. Để từ đó mình sẽ cố gắng tránh. Bởi có khi quý vị làm biết, nhưng có khi chúng ta làm mà mình không biết những hành động đó gây tạo tội ác.
chúng ta không thể biết được. Bởi như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, không phải mình cầm dao giết người mới là tội. Chỉ một cái suy nghĩ, một lời nói không đúng cũng đã tạo tội. Quý vị nên cố gắng, ai chưa đọc Kinh Thủy Sám hoặc Lương Hoàng Sám nên đọc một lần đi. Khi đọc rồi, quý vị mới thấy từ trước đến giờ chúng ta tạo quá nhiều tội lỗi mà mình không biết. Nhờ quý vị đọc những bộ Kinh Sám này giúp chúng ta tránh được rất nhiều những điều ác. Bây giờ chúng ta không cần gì phải nói xa xôi. Bản thân của mình đôi lúc cho rằng mình từ nhỏ đến lớn không làm điều gì tội lỗi. Xét ra cái thân của chúng ta đây, cả khối tội lỗi, có ai biết đâu. Bây giờ quý vị ngồi quán tưởng lại xem, từ nhỏ đến lớn chúng ta ăn gì để sống? Ngoài cơm ra thì cái gì? Cá. Và gì nữa? Thịt. Cá thịt đó là động vật, là chúng sinh. Chúng ta lấy mạng sống của chúng sinh để nuôi mạng sống của mình, lấy máu thịt của chúng sinh để nuôi máu thịt của mình. Như vậy có ác không? Đó, quý vị trả lời đi, ác không? Ác quá đi chứ. Rõ ràng bây giờ quý vị cứ ngồi suy nghĩ coi, mình biết sống mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác để nuôi mạng sống của mình. Mình lấy máu thịt của chúng sinh khác để nuôi máu thịt của mình. Rõ ràng chúng ta rất là ác. Mà lâu nay chúng ta có biết mình ác đâu. Cứ xơi, xơi càng nhiều là càng sướng. Xơi càng nhiều là càng thích. Ngày nào mà bỏ vào bụng được con gà là hôm đó là mừng lắm rồi. Đó, ngày đó chắc là gọi là trúng số rồi đó. Ngày nào mà được nhiều tiền thì mới được gà vô bụng, đúng không? Còn mà không có tiền thì cho mấy con cá khô rồi vô thôi, chứ còn không có thể có gà được. Như vậy bản thân của chúng ta thôi, từ nhỏ cho đến lớn, mà càng già thì càng chôn vào bụng nhiều chúng sinh nữa, đúng không? Bây giờ ngồi tính sổ đi, một ngày là bỏ vô bụng bao nhiêu con cá, con tôm, bao nhiêu miếng thịt, rồi một tháng là hết bao nhiêu con, rồi một năm là bao nhiêu con, rồi từ nhỏ cho đến giờ là 50 tuổi là bao nhiêu con, cứ nhân lên đó rồi mà tính tội. Nếu chúng ta ngồi tính như thế thì tội của chúng ta hằng hà sa số, quá nhiều đi chứ. Mà lâu nay quý vị có biết không? Đâu có biết gì đâu. Quý vị coi cái chuyện đó là bình thường, nhưng xin thưa đó là tội đó quý vị. Chúng ta ăn thịt chúng sinh mà không tội sao được? Lấy máu thịt, lấy xương của chúng sinh mà nuôi máu thịt xương của mình mà không tội sao được? Chưa kể quý vị còn đập đầu, còn thập huyết, còn chặt, còn bầm, đủ thứ chuyện. Tội không? Chắc nói không tội đâu. Bây giờ chúng ta nghe nói ở địa ngục, phải không? Địa ngục thì nơi đó làm gì? Hành hình chúng sinh. Hành hình bằng cách nào? Chúng ta nghe nói rằng bỏ tội nhân vào trong một cái chảo nấu, rồi bỏ vào cái cối giả, rồi
chặt bầm, hơ lửa, vân vân. Đó là những tội nhân bị đọa địa ngục, bị hành hình, chúng ta chưa thấy, phải không ạ? Nhưng mà khi nghe những chuyện đó, quý vị rất là sợ. Sợ gì? Sợ là mình bị vào cái hoàn cảnh đó. Và thứ hai nữa đó, mình có ghét mấy cái con quỷ sứ không? Ghét không? Cũng ghét nó chứ, phải không? Tự nhiên nó bỏ mình vào cái chảo nó nấu, hoặc nó bỏ mình vô cái nồi nó giã, hoặc nó cưa mình, hoặc nó bắt mình ôm cái cột đồng. Lúc đó quý vị có tránh được không? Không tránh được. Đau khổ, oán thù cái con quỷ sứ đó. Nhưng mà rồi chúng ta không tránh khỏi. Vì sao? Vì mình xuống địa ngục rồi mình đâu có chạy đâu được. Nó cứ bỏ mình vô nồi nó nấu thôi. Chúng ta nghe được những điều đó ở cảnh giới địa ngục. Chúng ta đã thấy có một cái gì mình không hài lòng, hoặc là mình oán ghét mấy con quỷ sứ đó. Thế nhưng ở trên thế gian này, mỗi ngày chúng ta bỏ con gà vào trong nồi chúng ta luộc, rồi chúng ta đập đầu con cá, chúng ta nhổ lông con gà để cắt cổ. Thì như vậy, hình ảnh đó, mấy cái người làm nó có giống mấy ông quỷ sứ ở dưới địa ngục không? Giống không? Giống không? Như vậy thì coi chừng mình là quỷ sứ rồi. Ở dưới địa ngục thì quỷ sứ hành hình mình, ở trên này thì mình hành hình mấy con vật. Thì mấy con vật nó cũng coi mình là gì? Nó cũng cho mình là quỷ sứ gì nữa. Mình nói mấy ông ở dưới địa ngục là quỷ sứ, còn có mấy con vật có nói mình là quỷ sứ. Bởi vì mình cũng giết, mình cũng chặt, mình cũng nấu nó. Cho nên khi chúng ta đọc vào trong kinh Phật, mình mới thấy được những tội lỗi mà trong quá khứ đã tạo, để rồi từ đó mình cố gắng làm sao mỗi ngày mình sẽ giảm bớt những cái điều ác, tránh đi những điều ác và tăng trưởng những điều tốt đẹp, những điều thiện. Như vậy trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta mới có cơ may được sinh làm người, được sinh về cõi trời, được sinh về cõi Phật. Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta khi sống mà tạo nghiệp gì thì khi chết mình theo cái nghiệp đó mà đi. Ví như một cái cây, cây nó nghiêng về phía đông, lúc đổ phải đổ về phía đông, không thể nghiêng về phía đông mà đổ về phía tây. Hằng ngày chúng ta sống mình tạo nghiệp gì? Nghiệp ác, thì nó nghiêng về cái phía địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lúc chúng ta chết, nó đẩy mình vào cái cảnh giới đó. Rõ ràng không sai chạy đâu. Người biết làm những điều lành, điều tốt, nó nghiêng về phía thiện. Khi chúng ta chết, được sinh về thế giới của Phật, hoặc là chư thiên, hoặc là làm người. Có một lần Đức Phật giơ ngón tay lên, và trong ngón tay của Đức Phật có dính một ít đất. Phật hỏi đại chúng: đất ở ngón tay của ta và đất ở đại địa, đất nào nhiều? Có lẽ ở đây quý vị nghe ai cũng sẽ trả lời đất ở đại địa nhiều. Đức Phật nói đúng.
Cũng như thế, những người chết đi sinh được làm người trở lại, ít như đất trên đầu ngón tay, không được làm người trở lại nhiều như là đất ở đại địa. Nghe như vậy chúng ta lại càng kinh sợ hơn nữa. Kinh sợ ở chỗ rằng mình không có hy vọng để làm người trở lại. Quý vị muốn làm người phải tu cái gì? Phật dạy muốn làm người trở lại, chúng ta phải tu ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Người nào giữ được năm giới này, khi từ giã cõi đời, có thể tái sinh làm người. Đây là nhân quả Đức Phật dạy rõ. Quý vị thử xem mình có giữ được năm giới này chưa? Nếu giữ được thì cơ hội làm người trở lại, còn không coi như chúng ta khó có thể thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nghe đến đây chúng ta phải sợ. Một người mà có hiểu biết sợ lắm. Bởi vừa nãy chúng tôi đã chứng minh cho quý vị biết, Đức Phật nói rằng chúng ta đã trải qua vô thủy kiếp sinh tử rồi. Có nghĩa là chúng ta sống chết như thế bao nhiêu đời kiếp rồi. Đến nỗi mà nước mắt chúng ta đã chảy ra còn hơn nước biển. Sữa mẹ mà chúng ta bú còn nhiều hơn nước biển. Khi chúng tôi đọc qua những cái bài kinh này thì tự nhiên mình thấy sợ quá. Sợ chỗ rằng không biết kiếp này mình được làm người, kiếp sau mình có cơ hội làm người nữa hay không. Nếu không có cơ hội làm người, lỡ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì cái khổ đó gấp trăm gấp nghìn lần cái khổ của làm người. Mà khi chúng ta đọa vào những cái cảnh giới đó rồi, quý vị khó có cơ hội làm người lắm. Bởi vì chúng ta đọa vào cái cảnh giới đó đau khổ, thì mỗi một ngày chúng ta toàn là nghĩ đến những cái oán thù, cái đau khổ, khó có cơ hội để được làm người. Do vậy hôm nay mình đã là người, lại được nhân duyên gặp Phật Pháp, được thực hành lời Phật dạy, quý vị phải nhớ đến, nhất là cái bài kinh hôm nay, phải nhớ đến cái bài kinh này. Để làm gì? Để mình thấy rằng mình đã hiện diện trong vòng luân hồi sinh tử này vô lượng vô số kiếp rồi. Tới nỗi Đức Phật đã thí dụ cho chúng ta, nước ở sông Hằng từ đầu nguồn cho đến cuối nguồn, cái khoảng giữa cát của sông Hằng đó, bao nhiêu cát là bao nhiêu kiếp chúng ta đã trôi qua rồi, không thể tính đếm được. Vừa nãy chúng tôi nói, bây giờ chúng ta chỉ đổ một xe cát ở đây thôi, mình đếm cũng không hết nữa. Huống chi là cát của cái nước của sông Hằng thì không thể tính đếm. Mà Đức Phật nói chúng ta đã trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi nhiều hơn là cát của nước sông Hằng. Phải sợ và phải cố gắng nỗ lực để mình thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Mỗi một kiếp chúng ta đã thấy bao nhiêu những cái khổ, mỗi một kiếp chúng ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp. Đó, sơ sơ vừa nãy chúng tôi nói quý vị, bây giờ ngồi đi tính, từ nhỏ đến lớn giờ nuốt vô trong bụng, chôn vô cho bao tử mình biết là bao nhiêu chúng sinh rồi. Cứ như thế mà tính đến cái tội của mình thì mới thấy rằng một kiếp này chúng ta đã tạo bao nhiêu là nghiệp, bao nhiêu là tội. Rồi đã trải qua bao nhiêu kiếp chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu tội nữa, nó cứ chồng chất lên như thế. Mà Đức Phật nói nếu lấy nước ở trong bốn biển này, lấy cây ở trong tất cả cái rừng ở trên thế gian này để mà ghi chép cái tội
ác tội nghiệp của chúng sinh thì cũng không thể hết được. Quý vị nghe thấy kinh không? Đôi lúc quý vị á, đi chùa tu được có một chút à, rồi nói ủa tại sao tôi đi tu Phật không độ tôi, trong khi đó cái nghiệp cái tội của mình nó như núi mà tu mới được chút xíu mà lại cứ đòi là cái tốt không à, mà cái tội của mình thì như núi mà mình không thấy. Bây giờ vô thủy kiếp giờ mình tạo quá nhiều, mà ngay như trong kiếp này quý vị cứ ngồi lại, từ nhỏ đến lớn chúng ta nuốt trong bụng biết là bao nhiêu chúng sinh rồi, kể ra là cũng tội cũng chồng chất rồi. Một kiếp thôi đó, còn đã vô thủy kiếp nữa thì chúng ta gộp lại quá nhiều, mà tu thì được nhiều, đâu được bao nhiêu. Nhiều người nói trời ơi sao tôi tu mà Phật không độ tôi, sao tôi tu tôi làm lành đánh giữ tu nhân thích đức mà toàn là gặp những điều gì thì không may bất hạnh hoặc là tai nạn đủ thứ, vì cái nghiệp ác của mình nó nhiều quá, nó chưa đủ để hóa giải. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng một cái ly nước, phải không ạ? Cái ly nước mình bỏ một muỗng muối vào thì mặn không? Mặn, phải không ạ? Nhưng mà một cái thùng phi nước quý vị bỏ một cái muỗng muối vào thì có mặn không? Chẳng ăn thua gì hết. Cho nên tại sao có người á, tu mà gặp điều tốt, có người tu mà cũng cứ gặp toàn là những cái chướng duyên, là giống như mình tội bằng một cái thùng nước, mà tu thì mới bằng muỗng muối. Còn cái bà kia thì bà nhiều đời nhiều kiếp bà tu rồi, cho nên cái nghiệp của bà chỉ bằng cái ly nước, bỏ muỗng muối vô là nó đã mặn rồi, nó đã hóa giải được rồi. Chúng ta phải hiểu được điều này, để khi mình tu tập nếu có gặp những gì chướng ngại chúng ta vẫn hoan hỷ, không có trách Phật, không có trách ai nói trời ơi sao tôi tu mà Phật không độ tôi, do cái nghiệp mình nó nặng quá, cái tội của mình nó dày, nó sâu quá, nó nhiều quá, việc tu của mình chưa hóa giải nổi. Một đời này chúng ta làm bao nhiêu tội, rồi vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã làm bao nhiêu tội nữa, cứ cộng lại đi, gom lại xem coi bao nhiêu. Nhiều lắm quý vị. Đức Phật đã dạy nước mắt của chúng ta trong vòng luân hồi nhiều hơn nước biển, sữa chúng ta uống của mẹ là cũng nhiều hơn nước biển, thì tội của chúng ta cũng có nhiều hơn nước biển không? Chắc cũng có đó. Bởi vì mỗi một kiếp chúng ta làm biết bao nhiêu là tội, chúng ta ăn nuốt biết bao nhiêu chúng sinh. Vậy thì cái tội của chúng ta có lẽ cũng giống như nước biển, không biết có nhiều hơn nước biển không. Mình hãy suy nghĩ, quán xét lại, và chúng ta thấy điều Đức Phật nói là rất rõ, rất đúng. Đức Phật là một bậc đại trí, Đức Phật là một bậc đã có được cái thấy biết rất là chân chính, rất là đúng. Ngài nói để cho chúng ta thấy, để mình cố gắng nỗ lực tu tập để hóa giải những nghiệp chướng và làm sao thoát khỏi được vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. Vậy thì bây giờ mình đã biết được vòng luân hồi sinh tử từ vô thủy đến giờ, quý vị phải sợ và làm sao để đừng tiếp tục nữa. Mà muốn đừng tiếp tục thì chúng ta đừng tạo nhân, bởi vì có nhân thì mới có quả. Bây giờ không có nhân lấy gì có quả, mà nhân đó là gì? Đức Phật nói là vô minh và ái dục. Chính vô minh và ái dục là động lực thúc đẩy luân hồi sinh tử quay mãi. Vô minh và ái dục
Vô minh có nghĩa là chúng ta không sáng suốt, không nhận chân được thực tướng của vũ trụ nhân sinh là gì? Là giả, là không, là vô thường, là khổ. Vì chúng ta không có được cái nhìn đúng đắn nên mình bị ngũ dục lục trần nó lôi kéo, làm cho mình ham muốn. Mà chính cái ham muốn đó chúng ta tạo nghiệp. Mà từ tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Thế chúng ta đã có tạo là đã gieo nhân, mà gieo nhân thì một ngày nào đó phải lãnh kết quả. Muốn không còn luân hồi sinh tử thì chúng ta phải có trí tuệ, phải cắt đứt được cái ái dục. Mà điều này không phải đơn giản, khó lắm quý vị. Làm sao chúng ta có đủ trí tuệ, làm sao chúng ta có thể cắt đứt được ái dục? Mà không có trí tuệ và không cắt được ái dục này, chúng ta mãi mãi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Nghe nói mà chúng ta thấy sợ phải không? Cho nên á, đối với quý vị, chúng ta chưa cắt đứt được cái dòng sinh tử này thì quý vị phải ráng tu, ráng làm điều lành. Để làm gì? Để trong vòng luân hồi sinh tử này mình không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Chúng ta chỉ có hy vọng là những điều đó. Còn để thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, được sinh về cõi Phật hay được thành Phật thì cái điều này khó quá. Muốn được như vậy quý vị phải có trí tuệ, phải cắt đứt ái dục. Mà ở đây ai có trí tuệ, ai có thể cắt đứt ái dục? Không làm nổi. Mà chúng ta không làm nổi được cái đó, chúng ta phải luân hồi sinh tử lục đạo. Mà luân hồi sinh tử lục đạo thì quý vị phải chọn, phải chọn cái cảnh giới mình đến. Đó là cảnh người, cảnh trời. Còn nếu quý vị tạo tội, phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Quý vị chỉ có chọn một trong hai con đường đó thôi. Còn con đường giải thoát, con đường cắt đứt luân hồi sinh tử có lẽ khó lắm, khó lắm quý vị. Theo cái sự tu học của các thầy thì thấy rằng để có trí tuệ, để cắt đứt được ái dục là một vấn đề rất khó, khó vô cùng. Khó không có nghĩa là không làm được, nhưng mà đòi hỏi cái nghị lực, cái quyết tâm của chúng ta. Còn quý vị sống ở ngoài đời, cái chuyện vô minh với ái dục là cái chuyện khó cắt đứt, khó cắt đứt lắm. Mà đã tạo thì phải trả, đã gieo thì phải gặt quả. Bây giờ quý vị phải chọn đi, phải chọn con đường của mình trong vòng luân hồi sinh tử là cõi trời và cõi người. Mà muốn được cõi trời cõi người thì Đức Phật dạy đó, ráng tu ngũ giới đi, ráng tu nhân tính đức, làm lành lánh dữ, để đời sau mình được làm người hoặc là được sinh về cõi trời. Chứ đừng để đời sau chúng ta xuống địa ngục làm ngạ quỷ súc sinh thì khổ lắm. Làm người chúng ta đã khổ rồi, địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì khổ gấp trăm ngàn lần, chứ không phải một lần đâu quý vị, trăm ngàn lần. Mỗi khi chúng tôi đọc qua những bài kinh này thì cảm thấy rất là sợ. Bởi vì mình không biết là trong vòng luân hồi mình sẽ rơi vào cảnh giới nào. Đâu phải là người xuất gia quý vị thấy mang hình tướng này mà được giải thoát, đó không phải đâu. Nếu mà không có tu cho rốt ráo cũng như quý vị thôi, cũng theo nghiệp mà đi. Có nghĩa là có thể tái sinh làm người, rồi nhờ cái đời trước mình tu cho nên đời này mình gặp được Phật Pháp, mình lại tu tiếp.
Chứ còn mà để được thành Phật thì khó lắm quý vị, không phải đơn giản đâu. Có thành Phật thì chúng ta mới cắt đứt được luân hồi sinh tử. Mà việc thành Phật là chúng ta phải có trí tuệ, phải cắt đứt được ái dục. Mà Đức Phật dạy là vô minh ái dục là cái gốc của luân hồi sinh tử. Quý vị ngồi rồi quý vị suy nghĩ đi, có thể cắt đứt được vô minh ái dục hay không? Nếu chúng ta không có khả năng cắt đứt được thì chúng ta cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là cái nhân để chúng ta có thể là người trở lại. Nếu quý vị biết bố thí, biết làm những điều tốt thì đời sau làm người được gì? Giàu có, hạnh phúc, sung sướng. Đó là những cái nhân quả ở trong vòng luân hồi chúng ta có thể làm được. Còn để vượt qua khỏi cái luân hồi sinh tử đòi hỏi quý vị phải tu nhiều lắm. Thì hôm nay chúng tôi cũng được cái duyên lành nhân dịp đầu năm, trước hết là về thăm và chúc Tết đến toàn thể quý Phật tử. Sau nữa thì chúng tôi cũng có đôi lời Phật pháp đến với toàn thể quý vị. Thì trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay, chúng tôi chú ý đến cái bài pháp ở trong kinh Tương Ưng Bộ mà Đức Phật nói về cái vòng luân hồi sinh tử của chúng sinh là vô thủy, là vô cùng tận, đã trải qua vô số kiếp không thể tính đếm. Và như Đức Phật dạy, trong vòng luân hồi sinh tử vô tận đó, sữa mà chúng ta bú của mẹ nhiều hơn cả nước biển, nước mắt của chúng ta đã chảy ra cũng nhiều hơn nước biển. Và có điều mà chúng tôi thêm vào một câu nữa là tội của chúng ta tạo thì cũng nhiều hơn nước biển. Như vậy, trong vòng luân hồi chúng ta đã trải qua quá nhiều kiếp và đã gây tạo cũng quá nhiều tội lỗi. Thì ngày hôm nay chúng ta phải thấy được và nỗ lực tinh tấn tu tập. Nếu có thể thì chúng ta vượt thoát khỏi luân hồi sinh tử này để thành Phật. Còn chưa được, chúng tôi mong quý vị cố gắng giữ năm giới của người Phật tử tại gia và thực hành những cái hạnh lành như bố thí, phóng sanh, thinh kinh, làm những việc công đức để đời sau mình được sinh làm người, được hưởng những cái phúc báo ở cõi người, tránh được ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Trong vòng luân hồi đó là một cái phước lớn đó quý vị. Và nhất là người Phật tử chúng ta phải quyết tâm nhất định sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta một là sinh về cõi trời, hai làm người trở lại được hưởng những cái phước báo. Phải quyết tâm quyết chí là không rơi vào ba ác đạo. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Và cũng kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.